now turn up. Chào các bạn đến với kênh Eleven Official. Hôm nay mình làm video này gửi đến tất cả anh em đam mê bóng chuyền của mình đó, có những anh em nào có chiều cao hay khiêm tốn, hoặc là những anh em nào mà có thể trạng nó không có được như ý trong bộ môn bóng chuyền á, thì một lời tâm sự đến các bạn. Có nhiều bạn trẻ đó thì cũng có tâm sự với mình, thật sự mà nói cũng mình cũng rất là đồng cảm. Nhiều bạn trẻ đó tâm sự với mình là anh Bình ơi, em cũng đam mê bóng chuyền lắm mà tiếc là chiều cao của em nó không được, nó hơi khiêm tốn, nó hơi lùn hơi thấp này kia đó, thì em cũng muốn đi cầu công như anh hoặc là như mấy anh em khác mà chiều cao em như vậy thì em cũng ngại quá, cho nên em cũng không dám ra sân chơi này kia, hoặc là những anh em nào có thể trạng như mập này kia đó thì cũng ngại mặc cảm này kia, thì hôm nay mình sẽ tâm sự với các bạn. Trước khi mà mình tâm sự đó, mình lấy ví dụ để các bạn hiểu được những anh em đó và những anh em đó có động lực như thế nào các bạn. Những anh em trong làng bóng chuyền của mình á, thật sự mà nói á, trong bóng chuyền của mình á là luôn chấp nhận mọi người, mọi đối tượng đó, dù cho cao hay thấp hay lùn hay mập gì đó, bóng chuyền là luôn luôn chấp nhận những anh em đó. Riêng các bộ môn khác thì mình không biết, thì riêng bóng chuyền thì mình chỉ biết như vậy đó. Vì vậy á, chiều cao của bạn như thế nào á, bóng chuyền đều chấp nhận hết, đều chơi được hết các bạn. Mặc dù các bạn chơi không được cầu công thì các bạn có thể các bạn chơi được cầu nhanh, hoặc là cầu chuyền hay, hoặc là các vị trí khác để mình thỏa mãn được cái đam mê của mình. Thì mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn một số anh em, là phải nói là những anh em này rất có động lực các bạn, rất đam mê, phải nói những anh em này mê là đam mê bóng chuyền, phải nói là muốn ăn cháo banh luôn á. Là mình ví dụ như một số anh em, như đầu tiên á là anh sụi thì các bạn cũng biết rồi, anh sụi là vua diễn trong làng bóng chuyền độ của mình đó, là vua của vua diễn đó các bạn. Cái thể trạng của ảnh đó các bạn nhìn thấy phải nói là rất là thương. Ảnh nó có một giò gửi à, chân của ảnh là chân bên đây chân bự này, chân bên đây chân nhỏ đó, đi thọt có một giò gửi à đó, rồi ảnh cũng mập lùn à, nhưng mà ảnh rất là đam mê bóng chuyền các bạn. Và ảnh đi đánh bóng chuyền á, ảnh đi đánh bằng ảnh thỏa mãn đam mê bóng chuyền của mình á là bằng cách là ảnh đi diễn trong làng bóng chuyền á, ảnh đi đánh độ mà ảnh diễn, mà ảnh về ảnh mua nhà mua đất, ảnh mua mấy miếng đất ở dưới quê ảnh đó các bạn. Đó thì đó là một người điển hình ở trong làng bóng chuyền của mình đó. Thì các bạn hơn những anh em, những anh đó đó là ở chỗ là mình đó, mặc dù mình chiều cao mình thấp đi, nhưng mà mình có đầy đặn hết trong cơ thể. Còn ảnh thì ảnh thấy không, ảnh có một chân nè. Rồi mình ví dụ một anh em này nữa các bạn, là một anh ở bên Campuchia đó, thì các bạn cũng thấy ở trong video rồi đó, thì ảnh có một khúc là ảnh có 1m4 à, ảnh lụn sủng đó, rồi cái chân ảnh đi rồi thọt vậy nè đó. Ảnh cũng vẫn thỏa mãn đam mê bóng chuyền của ảnh là bằng cách là ảnh chơi vị trí chuyền hai đó, ảnh chuyền cho đúa con Jun này kia đánh ở bên Campuchia, ở trong cái video ở kênh YouTube á, ở bên Campuchia thì các bạn cũng thấy rồi đúng không. Đó là một cái người điển hình đó các bạn. Ảnh phải nói là rất là kiên cường, phải nói đam mê không có từ chối những ai đó. Đó là anh, đó là một thể loại nữa. Rồi mình ví dụ như anh Thương Củ Chi, các bạn cũng biết đó, anh Thương chuyền hai cho anh Đăng Món và Tý Châu đánh hẹn với Campuchia, hoặc là đánh mấy cái kèo ở trong nước mình đó. Thì anh Thương các bạn thấy không, ảnh ốm vô ốm nhách, ảnh có chút xíu đó, ảnh tính ra ảnh có 45kg chứ mấy đó. Ảnh vẫn thỏa mãn đam mê của mình là bằng cách là ảnh đi chuyền hai đó, và ảnh cũng là một tay chuyền đẳng cấp trong làng bóng chuyền của mình đó. Có rất là nhiều anh em có thể chạm mà không có được, có thể chạm kia rất là khiêm tốn mà phải nói là rất là được nhiều người yêu mến trong làng bóng chuyền và thuộc top đẳng cấp luôn á. Rồi mình ví dụ như anh Tài Súng thì anh Tài Súng cũng có một khúc đó các bạn thấy không, có 1m60, nói chung anh Tài Súng chiều cao cũng tạm tạm đó,
đó, thì anh cũng là một tay đẳng cấp trong làng bóng chuyền độ của mình đó, phải nói thuộc top số 1 Việt Nam đó. Rồi ví dụ như Triệu Lùng đi, các bạn cũng biết là Triệu Lùng cũng hay đánh trên các kênh này kia, chuyền cho Chí Thống, Long Hưng này kia đánh đó các bạn. Thì các bạn thấy chiều không, chiều cao cũng đâu có cao đâu thấy không, nhưng mà đi ở vị trí chuyền hai, chiều chuyền rất là đẳng cấp đó. Đó là tham gia mấy cái trận lớn trong làng bóng chuyền của nó, rồi rất là nhiều anh em như Mạnh Lùng này kia, là rất là nhiều anh em có thể trạng đó, người ta vẫn vẫn thỏa mãn đam mê của ta ở vị trí libero. Nhưng Mạnh Lùng đó thì có một khúc có theo, nhưng mà libero mà nó rất là đẳng cấp, nó rất là nhiều anh em các bạn. Vậy những anh em nào mà có cái chiều cao thấp hoặc là không có được như ý của mình á, thì mình có thể mình không chơi được ở vị trí cầu công, nhưng mà mình có thể mình chơi được ở vị trí bước một, hoặc là vị trí thủ bóng nè, dàn thủ bước một nè, phát bóng cũng được nè, rồi vị trí chuyền hai cũng được nè, đó rất là nhiều vị trí để mình chơi, để mình thỏa mãn được đam mê của mình. Vì vậy thì mình cũng đưa ra một cái lời khuyên để các bạn hiểu là bóng chuyền nó không có từ chối ai hết. Đó, vậy cố gắng mà mình đam mê rồi thì mình cố gắng mình tiếp tục đam mê của mình, đừng có vì mặc cảm cơ thể của mình, thể trạng của mình mà bỏ đi cái đam mê của mình, đó là một cái điều rất là đáng tiếc các bạn. Thì mình cũng hy vọng các bạn cố gắng tiếp tục đam mê của mình. Đó, rồi những anh em nào mà có hỏi mình tâm sự với mình đó, thì mình cũng giải đáp, mình khuyên những anh em đó đó. Mình lấy ví dụ một số anh em đó để các bạn lấy động lực, để các bạn tập luyện rồi mình chơi, mình thỏa mãn với đam mê của mình. Đó, mặc dù mình không được đẳng cấp thì mình cũng vẫn chơi chơi phủi, chơi vui, chơi nướng này kia cũng được, thì đó cũng là cái đam mê của mình rồi đó. Thì ok thì mình tâm sự với các bạn tới đây thôi, thì mình chúc những bạn nào có chiều cao như vậy đó, hoặc là chiều cao khiêm tốn, hoặc là cái thể trạng nó không được tốt đó, thì vẫn tiếp tục đam mê và phát triển cái đam mê của mình. Và những bạn nào mà chưa đăng ký kênh của mình đó, các bạn đăng ký ủng hộ cho mình, một đăng ký hoặc là một like gì cũng được. Rồi Alo mình sẽ đến với các bạn ở các video kế tiếp. Rồi ok, chào các bạn, bye bye.